Hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mấy chú cháu mình nha mọi người. Chào mọi người, mình là Kiệt đây. Đó, thì bữa nay là 29 Tết rồi nha mọi người. Thì mà Kiệt có làm một buổi tất niên cuối năm mọi người. Nói anh em ăn uống như, ăn nhậu cho một bữa rồi cũng như là cuối năm rồi ăn tất niên thôi mọi người. Đó, thì buổi tiệc ngày hôm nay thì cũng được một anh ở bên Mỹ tài trợ nha mọi người. Đó, cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Thì sáng Kiệt đi chợ sớm mua ít đồ mọi người. Trời ơi còn người ta nữa. Đó. Thì mình Kiệt sáng cũng đi chợ mua được một ít đồ mọi người. Cái này chỉ có mua vài thứ thôi, còn đặt mấy thứ nữa mà chưa đi lấy kịp nha mọi người. Sáng mình đi sớm còn nghĩa vậy chưa vô. Giờ này không biết nó ở xứ Hào xứ Hến nào luôn rồi. Mình đang lấy mực kem làm nữa mọi người, mực này mình nấu lẩu. Mực với tôm rồi nấu lẩu nè mọi người. Con gà nè, đó. Gà hai con. Còn chút mình đi mua thêm một số món nữa nha mọi người. Rồi, giờ mình đi làm có gì chút mình quay tiếp cho mọi người xem ha. Nó nấu mà. Ê, nó phóng rồi kìa. Mày hả tôm. Ơi, mà con sống mọi người. Nay rửa gà đi, rửa gà giùm em đi. Này xong rồi phải không? Xong rồi, cái này em làm xong rồi nè. Không biết bằng mực nữa. Người ta mà đưa về cái sắt ra luôn á. Đúng rồi, người ta làm sẵn rồi, không thấy trong cái ruột á. Này hello mọi người, đây nó chưa hello nè. Chào mọi người. Bỏ mấy này vô đi. Đây, mực nè mọi người. Bỏ vậy bò viên vô luôn hả? Chung luôn hả? Ừ. Rồi, bỏ vô luôn. Này mình nấu lẩu nha mọi người, mình còn miếng gan ở trong đây, mình đang luộc miếng gan nè. Lẩu chua. Đây là trong đây mình đang luộc miếng gan nè mọi người, nấu lẩu chua, còn có đặt heo quay, rồi tôm. Bữa nay là cuối năm mình ăn cũng hơi lớn một xíu. Ăn lớn hơn bình thường mọi người, chứ không lớn gì lắm. Em đi hai bắp chuối nữa, bắp gỏi. Con gà bự, con gà te. Cái đó huyết hay gì phải không? Ủa, đang lấy giùm đó. Ướp luôn đi. Cái bò viên đã anh rửa chưa? Mình lấy con kêu ăn tiền ướp rồi. Ướp gì? Ướp thịt lẩu nè, lẩu tôm với mực nè. Xuống sớm vậy trời. Mọi mạng đâu chưa xong tranh thủ vậy. Bởi vậy chứ mà ăn phải tranh thủ vậy mới được. Mà quay lên đây đừng ai khóa ông anh tôi hết nha. Ai bút 5 thùng mọi người. Hôm bữa bị quấy rối tình dục quá anh Mến. Ủa. Ngại quá, ngại trời. Nốt á, nốt phá à. Ơi phá. Ba dạ. Nhẹ vô tới mọi người. Mới sáng được uống cà phê sớm sung sướng quá. Mới sáng 2 giờ 2 chú cháu dẫn đi đâu vậy? Uống cà phê. Trời ơi. Sung sướng. Quý, quý. Đó, nó nổi. Tất niên mà vậy là quá quý. Rồi, có hai thằng mà 5 thùng sao chia? Đó. Lát chở thêm. Ừ, tại xe hơi nặng quằn xe luôn rồi. Ơi, quá quý. Bữa này hướng Tết hả? Đó. Quá độc. Cái này tất niên giỏi dữ ta. Dọn ghế, dọn bàn rồi sẵn. Sao sẵn nấu đổi xong. Nay Tết đó mọi người sao rồi, cuối năm mọi người có ăn uống ăn nhậu vô mọi người. Chắc ai làm công ty rồi kia có tất niên quá anh Út. Hả? Công ty có tất niên không? Có chứ. Anh là anh quốc rồi hả? Quốc rồi, tất niên quốc xong rồi mình nghĩ tới luôn. Đồ. Tranh thủ mà. Mình tránh có nhậu không? Hay là ăn không? Ăn chứ nhậu gì công ty đuổi đừng gài ta chứ. Thấy đâu vậy? Tôi bỏ. Đâu 5 thùng chắc hụt đọt nghĩa quá. Đâu nè. Đây có trúng hai chỉ vàng đó nghĩa. Trời ơi, cái này ngay rồi. Hai chỉ vàng,
100% cào là đúng, gà trúng. Là trúng 20 ngàn á. Hai cá đi uống cà phê đủ rồi, lại ra hàng rồi mua đúng một ly mình uống đi về luôn hả? Bác què mua. Chứ đây ta có mua ly nào đâu mà. Nó không mua luôn. Đẹp luôn. Tao đi không? Không. Đó, nhẹt lần gần nữa. Trời ơi, chở con bia đâu vậy chú mày? Chở con bia đâu vậy? Chú con không? Sao giờ chú còn lòi lắm, hồi Tết đem xuống thùng bia nó chú Kiệt. Vô, vô, vô. Chứ đâu trời. Tao chuẩn bị nhậu vô nhậu chú mày. Vô luôn vô. Ra hổn rồi nào. Kêu ổng tao rồi. Tao ăn nhà. Ra cha. Chú hai kêu nè. Trời, ngồi chịu nữa. Vô chơi bác hai, chú hai. Đây, có mua thêm tôm mọi người, còn heo quay giao chưa? Chưa giao luôn hả? Chưa. Trời ơi, giờ tới lên bàn rồi. Mới bắt heo đi qua mận rồi mà chưa giao được. Có cái thao gì bự không ta? Dạ, lên chứ người. Mồi rồi chuẩn bị sẵn hết đó rồi, mà giờ thịt heo quay nó chưa giao tới nữa. Chết thôi. Chết được mà. Rồi hấp bia ngang. Bia cái kẹp. Không. Đây mọi người, dọn lên hết rồi nè mọi người. Mở là bạn của anh hai nha mọi người. Đó, còn đây nó chỉnh mấy món nữa. Dạ, qua đây nè. Qua chùm món nè. Thái ngồi đâu? Chào mọi người các em. Cục này mập mạp quá ta. Nhà này tập gym, nhà này tập gym thấy đăng hình Facebook tối nha. Đẻ đâu mất tiêu rồi ta. Một phát rồi đâu, gần đây luôn hả? Còn đây còn bạn với nhau mọi người. Biến rồi, mẹ đâu phải ăn, cha lên ăn luôn đi. Cái đâu rồi? À, đợi thêm đợi vài ngửa đi ngồi đây. Chị Quyên nhậu nè. Rồi cái bự lắm nè. Ở đây là bạn của anh hai nha mọi người. Anh hai có đủ bạn gì chơi. Còn mày nhỏ ra chỗ khác ngồi mày. Anh tự nhiên lắm anh ơi. Coi như nhà. Có nhà mình đi. Vô. Hôm nay cũng buổi thiệt tất niên cuối năm thì mấy anh là bạn của anh hai em cũng như là của em nha. Tự nhiên lên, tự nhiên đi. Đây mọi người một lon nha. Mọi người ơi, em xuống lon nha. Bác, chào mọi người bác. Nãy vô chào rồi. Cho chào lại. Nhớ, 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 nhớ. Giờ mới vô. Tao nhậu hết. Con gái thiệt, mày mặc đồ đẹp. Quay cái coi. Mẹ ơi, thường thường mặc đồ xấu không quay nè. Mặc đồ đẹp. Này là mua đâu nghĩa? Dạ. Mua đâu có đủ hàng luôn á. Đâu có đủ hàng. Bên kia đi, đợi, tôi nói xuống nha. Đây nhé. Ờ vô đây đây nhé. Ai biết luôn. Đợi chín người đó, bên kia đi, đợi chín người đó là vô quốc kìa. Khác nhậu mà em đợi à. Kia, nhé vô. Được. Để mình gọi là chín người đó. Yêu mày đi trễ. Tự khui tự quốc luôn. Mày muốn vô vô cái đó nè, thôi thôi đợi xíu đi, đợi xíu tụi nó nữa. Chứ một ngồi ra chơi đi, uống một ly rồi còn đang mâm nữa nha mọi người. Đại gia tuổi Di rồi xuống, Sơn rồi xuống. Quay quay món luôn. Lực rồi xuống, với nó xuống không nữa. Có quay lẩu rồi chưa? Rồi. Không, để cái lẩu xuống đi, để cái này lên. Đó bắt tiêu rồi ta. Đại gia kiếm tiền lên ăn, kiếm tiền lên chỉ gì hàng lên ăn luôn mẹ. Hay lên ăn luôn. Đâu còn ai nữa hả? Tất nhiên ngồi 2 mâm nữa. Nhậu bả thì mà lo ở đây nữa. Nhỏ mà ăn con tôm bự quá trời đất. Ngồi 2 mâm, 2 mâm. Bảnh người lớn không ạ? À? Hôm nay là trẻ nhỏ. Nhà mâm này là mình chỉ có 3 số thôi. Tắt nhạc. Đồ lính độc mà. Nó lên tiếng nghe là phải im. Hít. Mẹ ngồi ăn đi, mẹ ăn đi. Biến ăn đi Biến. Nhìn gì cho nhắc cho. Là tình yêu lúc xem. Mấy lắm quá. Ghế ta ngồi đứng chạy cái sách dẹp liền hết. Quá quý, quá quý cho cái bài camera chỉ.
tới giờ làm việc là phải đứng dậy không được ngồi. Thôi bắt mình quay đứng quay cho nó ăn vậy. Chú là cameraman của tem mà. Có thằng Nhân lên nè. Để đi. Được chưa? Nay cũng tất tiền rồi, chú Kiệt mời mọi người nửa ly nha. Uống sung sương mà vui xuân ba ngày Tết nha, uống nhiều mọi người. Vô bác. Vô. Có thằng Sơn xuống nữa kìa mọi người. Có Sơn xuống nữa hả? Sơn eo đi xuống nữa hả? Quên cô giấy mốt nữa. Đúng ngồi luôn, ngồi luôn đi Nhân. Cái ghế Nhân tiện. Ghế mảnh rồi Nhân. Nè lớn nè anh Ngọc. Ủa, Nhân này đi nghỉ vụ rồi mà. Mới về. Mới về sao già dữ mày. Già cái tóc bạc luôn. Cái nghỉ vụ gì tóc bạc không trời. Ngồi đây Sơn. Ghế nè. Vô phim vô. Hello mọi người nha. Nhớ mọi người quá à. Lâu không gặp. Rồi cô bia đây, cô bia. Cô bia, cô bia. Bọn lớn lắm hả? Cái gì? Bọn anh luôn. Rồi mọi người tự nhiên nha. Hôm nay cái tất niên cuối năm, em có chơi xà láng. Chú ba được cái ghế cho. Mà mày xuống hay trễ nha mày? Giờ là khai mạc đúng không? Là khai mạc nguyên buổi. Ừ. Đúng rồi. Rồi thôi mời mọi người nha. Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý nha. Rồi. Qua đã. Mới ngồi lại. Rồi. Dạ không? Rồi. Ba ra bãi nha. Còn hai cái thôi. Bạn bảo là bạn của anh hai lâu anh hai rủ xuống chơi mọi người. Từ hồi đời anh hai về tới giờ không có đủ bạn xuống chơi hết á. Nên anh hai bữa nay anh hai xin là cho anh hai rủ bạn xuống chơi thì ok bình thường. Nên nhiều khi mọi người thấy là lạ. Còn đây là bạn của mấy anh em mình. Vô mọi người ơi. Nói chung là cũng trong gia đình rồi anh em đồng không rồi mọi người. Ngày vui bữa đi. Tôi có quen mọi người đi. Kịp với nhà mọi người chưa? Rồi, hôm nay bữa tất niên cuối năm, mình chúc tất cả mọi người một năm mới bạn sự như ý, làm ăn phát tài phát đạt hết tất cả mọi người luôn nha. Rồi, chúc tất cả mọi người luôn nha. Rồi, nước chay miếng. Rồi, chú ăn sao? Đây khách chặt chưa? Nước còn thơm ăn quá vui mọi người ơi. Hôm nay xin phép mà không quậy bữa nha, hôm nay xin phép ngồi im bữa nha. Nói mình quậy hơi mệt á. Mà cha chú không mà dám quậy à. Đó, chưa hết, nó không hết chưa? Chưa hết, nhổ bữa hết. Bây giờ sáng sớm bài dọn sắp đồ chứ. Gì qua nhậu đâu nữa? Qua đi tất niên nói chú đó mà. Hiện đâu? Bạn bắt đầu đi tất niên từ bữa nay mấy giờ nha? 15 là tôi đi rồi. Nói chung là bữa nay là bữa tất niên mình có rủ hết mấy anh em cũ làm rồi mà có mấy anh em mà xuống không được vậy mọi người. Rồi chưa xuống kịp nữa. Không biết giờ lưu lạc phương trời nào. Ừ. Nhà bao biệt. Dạ. Tết thì ai cũng mừng hết mọi người. Thì có anh em nào. Bây giờ mình vô sung sung cái coi Tết nhất rồi mà làm lên vậy. Vô bạn mở vô cái bình tráng rồi. 1 2 3 vô. Làm sung sung. Mày làm cái gì mà chỉa hoài vậy? Mày nó cái đem quay clip đó vậy. Uống không uống mà nó chỉa. Này là quay vlog chứ đâu phải là quay hip hop đâu mà làm kỳ vậy. Quay hip hop. Ủa vậy là mày cho con mát. Này con lên quay bữa rồi nhé. Để con quay cho. Mà cũng như là gia đình mình được cái thói quen. Hỏi mà tắt cái máy là nói chuyện người nói khưng câu. Mà mới bỏ cái máy lên cái im lặng ăn câu à. Mọi người ngại hay gì á. Nghe ngại. Ông lại ưu tiên. À, anh biết ngã tư của đội. Thấy chú Hoàng thổi bển hơi sung rồi nha. Bển ta xuống lon ly lẹ luôn bên đây từ lon nãy giờ chưa hết. Ừ. Một đi nãy hết muỗi rồi nó dục đất ăn nóng rồi nó dục như vậy. Hello mọi người cái vậy. Tại bạn lộn ai quay.
quay mày bán quyền cho chết là chi vậy, quay mày cho mình dính bán quyền mày để em xin hỏi dính bán quyền với Hồ Văn Hiếu à. Quá trời rồi mọi người ơi. Lâu rồi. Lưu rồi, đừng quay con. Con Lưu rồi, đừng quay con. Xe không biết đâu. Lưu rồi, cho Quang lấy cục đá hay trời. Tao muốn sớm tao không nhậu nữa. Tại biết đâu. Tại cho tao nhỏ 3 ăn 3 giờ sảnh lắm rồi mọi người. Thôi bữa nay tiệc tất niên tụi mình sẽ kết thúc video ở đây. Xin phép em về nha. Ok. Thôi tiệc tất niên mà bữa nay xin phép kết thúc đây nha mọi người. Em gặp lại mọi người những video sau. Mọi giờ anh em mình xin bye bye mọi người nha. Quá xỉn mọi người, bye.